một phụ nữ đã đứng tuổi lang thang khắp các làng xã dọc thượng nguồn sông rù rì tìm lại gốc gác của mình chị gấp gáp phân trần với nhiều người trên đường đi tìm kiếm tên mình là phan thị thủy con của ông bà minh gia đình đông anh em nhưng chị chỉ nhớ ba người là cả minh hai xương và một em trai là năm nhà ở vùng núi hình như lúc đó không có nhà cửa chi lớn cả giặc chạy nay ở hang đá này mai ở mé núi kia chị không thể nhớ rõ được vị trí nhà mình và tên làng xóm ba chị là người họ trần ông hay mặc bộ đồ đen đội mũ tai bèo có mang túi sách bằng vải và thường vắng nhà đặc biệt mấy chục năm nay luôn văng vẳng bên tai chị lời mẹ dặn trước lúc chia ly con ơi con có đi đâu thì cũng nhớ nhà mình ở gần sông rù rì những thông tin sơ sài ấy không thể giúp chị tìm lại được người thân đã mất hút bốn chục năm nay người xe thổ hết sức tận tình đưa chị đi lại bù vào đó chị phải trả công mỗi ngày đến năm trăm ngàn đồng đi riết cạn túi chị đành phải quay lại nam bộ với tâm trạng buồn đau mấy ngày sau cái tin người phụ nữ đi tìm lại cha mẹ mình được lan truyền tin ấy đến tai bà Bằng, người làng Trung Lộc, Quế Minh, bà Linh Cảm. Cô Thủy kia có khi là con của ông Minh Họ Hồng. Năm 1969, ở rừng già Châu Sơn, ông Minh có một đứa con gái, độ 6-7 tuổi bị thương. Lính Mỹ đưa lên trực thăng, chở đi đâu đó rồi mất tích. Nhưng tại sao nó lại là họ Phan? trời đã sắp tối nhưng trong tâm trạng bồn chồn hoài nghi bà chống gậy dáng lần đến nhà cả minh mày có biết cái tin cô thủy về làng mình tìm người thân chưa theo tao mày phải đi hỏi lại cho kỹ tin này tao nghi cô thủy mà người ta nói là con ba đứa em thất lạc của mày mặc dầu cô ấy họ phan lại còn cha là người họ trần nữa nhưng tàu vẫn cứ nghi thời buổi chiến tranh loạn lạc thì chuyện chi cũng có thể xảy ra biết đâu phước nhà xui khiến anh em bay gặp lại được nhau bà bằng báo tin là tin lành nhưng sao người cả minh cứ run bắn lên anh tưởng chuyện đứa em thương yêu đã bị cánh cửa thời gian khép chặt từ cái ngày xa xăm ở góc núi rừng già kia trong tâm trí cả minh bé ba như một cánh chim thu nhỏ dần nhỏ dần chỉ còn lại cái dấu chấm hỏi quặn đau xoáy sâu vào không gian ký ức đời mình ba chỉ còn là cái tên trong gia phả họ hồng làm trung lộc được minh thường nhắc tới trong những ngày dỗ cha mẹ đêm ấy cả minh không thể chợp mắt hình ảnh đứa em bé bỏng từ lâu mất hút trong biển đời loạn lạc và những câu chuyện về một thời bi tráng đã phôi pha theo tháng năm tất bật đời thường tất cả đã được cô đặc khu trú trong một góc heo hút đâu đó của miền thương nhớ đêm nay từ nơi sâu thẳm tâm hồn cả minh những mắt xích thời gian chứa đầy cay đắng ở phía chân núi rừng già năm ấy bỗng trỗi dậy mãnh liệt hiển hiện lên như chuyện vừa xảy ra trong ngày hôm qua vào độ mùa thu năm 1964, cách mạng về giải phóng làng Trung Lộc, xã Sơn Lộc, nay là xã Quế Minh, quê Cả Minh. Ông Minh, cha của Cả Minh, trông mong cách mạng về từ lâu. Nay quê hương được giải phóng, ông liền tham gia làm nông hội xã, vận động nông dân hăng hái sản xuất đóng góp nhân tài vật lực cho công cuộc kháng chiến. Sau hơn một năm, tháng 11 năm 1965, địch tràn tới lấn chiếm lại Sơn Lộc. Ông Minh dẫn vợ và bốn con chạy lên xã Sơn Long, dựa chân núi rừng già Châu Sơn sống bất hợp pháp với giặc. Trong những năm 1965, 1966, Châu Sơn còn khá yên. Ông dựng túp lều cho vợ con tá túc đầu năm 1967 lính thủy đánh bộ Mỹ đến chiếm đóng cấm rơi Hòn Chiêng, Dương Là, Dương Trúc, Lạc Sơn và trên cả đỉnh núi rừng già Châu Sơn. Vùng căn cứ Châu Sơn bị kẻ địch trà sát khốc liệt. Lính Mỹ từ các cao điểm thấy bóng người thấp thoáng ngoài đồng lập tức nã cối 81, cối cá nhân, quét đại liên. Nhiều người chết mà tay chưa rời cây cuốc cái liềm nhà cửa cháy năm bảy lần, châu bò chẳng còn, xóm làng xác sơ. Chúng quyết dùng bom đạn, đánh bứt người dân ra khỏi vùng giải phóng. Chúng còn thực hiện chính sách tát nước bắt cá, cho máy bay trực thăng càn tới, xúc hết dân, đưa vào khu dồn để cắt đứt chỗ dựa của đối phương. Đói khổ và chết chóc khiến người dân phải tìm nơi lánh nạn trong hoàn cảnh hỗn mang ấy nhiều người tìm đường sống mà lại phải chết hết sức thảm thương vào một buổi sáng lính mỹ càn vào châu sơn đốt sạch nhà cửa lùa dân vào khu rồn gia đình ông cán bị chúng buộc phải gồng gánh đồ đạc chạy xuống khu rồn lạc sơn khi ngang qua cánh đồng bắc nằm ở chân hòn chiêng lính mỹ trên đồn bất ngờ xả đại liên bắn cối, giết cả năm người của gia đình ông ngay giữa cánh đồng. Còn sót lại một mình cả cán. Anh bị thương, nằm tại chỗ. Sau đó nhờ dân cứu sống. Nằm trong cái thế kẹt bời bời lửa đạn, ông Minh vẫn quyết tâm động viên bà Minh và bầy con nhỏ cùng nhân dân Châu Sơn bám trụ lại vùng giải phóng. Có lúc địch đổ quân bao vây, ông bà phải bế dắt con chạy vào núi lẩn trốn đôi ba ngày đói vàng mắt địch rút quân họ lại quay về ban đêm lựa lúc vắng tiếng pháo thì ra đồng gặt mót mấy thửa ruộng chuột phá gần sạch để có đôi hạt thóc nấu cháo cho con cuộc sống hết sức cùng cực mong manh đứng trước sự sống và cái chết vô cùng mong manh vậy đó, nhưng như quy luật sinh tồn, bà Minh vẫn sinh nở thêm được thằng năm, thằng sáu tại Châu Sơn. Tháng 11 năm 1969, trong một trận Mỹ đổ quân càn quét, bà Minh còn ở cữ nên không thể chạy vào núi như những lần trước, bà đánh liều cùng năm đứa con ở lại hợp pháp với địch một quả M79 của Mỹ nổ ngay sân nhà. Bé ba con bà bị thương ở cánh tay, máu ra quá nhiều. Một lính Mỹ tốt bụng bế em vào nhà băng bó rồi gọi trực thăng đến trở đi. Bà Minh chỉ kịp gọi với dặn con. Con ơi, có đi đâu cũng nhớ nhà của mình ở bên sông dù gì, về mà tìm lại nghe con. Từ đó gia đình bật tin bé ba chiến tranh gian khổ Cả mình dần cũng vẫn lớn khôn theo năm tháng Cả bắt đầu theo cha tập tò tham gia công tác Anh được các chú thu nhận làm giao liên xã Và được phát khẩu súng các bin mang thòng gần chấm đất Cả đang hăng hái công tác thì địch tập kích bất ngờ ban đêm vào xóm Gò Đu giết chết ông Minh cùng với 11 người khác tại các nhà bà Thuyền, bà Chí, bà Dương. Đêm ấy, máu thắm đỏ làng Châu Sơn cùng tiếng kêu ré thất thanh của bầy con trẻ. Giữa cuộc chiến đầy rẫy sự chắc trở khốn cùng, ông Minh là trụ cột của gia đình đã bị đốn ngã. Bà Minh như người mất hồn, nhưng trong nỗi đau tột cùng, bà cố gượng dậy để giữ cho được mấy đứa con còn lại chưa đến lệ làm tuần 49 ngày cho chồng thì tai họa lại ập tiếp đến gia đình bà Minh. Con tư sốt rét ác tính không có thuốc chữa. Bà nhìn con chết tức mà kêu không thấu trời. Ác liệt, chồng lên ác liệt. Tại thung lũng Quế Sơn lại xuất hiện tiếp mối họa lính châu điên. Đấy là đại đội biệt kích Mỹ vô cùng tàn bạo. Ban đêm, chúng đột kích vào làng Trà Đình, Sơn Thắng bên cạnh xã Sơn Long, tàn sát 16 người dân vô tội của năm gia đình trụ bám. Trong những năm 1965-1966, tình hình còn dễ thở hơn. Mỗi lần địch càn tới, bà Minh bỏ mấy đứa nhỏ vào hai cái rổ phân, quàng gióng gánh chạy lánh sang các làng bên. Nhưng bây giờ thì khác. Tàu dọ, tàu gáo, quần sát ngọn cây, phát hiện lập tức xả súng bắn chết ngay vì thế dù là lính châu điên ập đến thì bà minh cũng phải kẹp cứng mấy đứa nhỏ nằm dưới hầm phó mặc tính mạng của cả nhà cho sự may rủi cuộc sống của những người dân tại vùng giải phóng bị cuộc chiến đẩy đến tột cùng khốn khổ nhưng bà minh vẫn nhất quyết làm theo ý nguyện của chồng bà luôn nhớ câu nói của ông minh còn một người dân là vùng giải phóng còn hơi thở cuộc sống. Cách mạng rất cần dân, dẫu trong hoàn cảnh nào thì gia đình mình vẫn quyết bám trụ đến cùng. Và bà tiếp tục gạt nước mắt, thực hiện ý chí son sắt của người chồng đã chết thảm dưới nòng súng giặc. Năm 1972, bộ đội sư đoàn 2 tiến công tiêu diệt đồn cấm rơi, giải phóng hoàn toàn thung lũng Quế Sơn các trung đoàn 38, 31 sau khi công đồn lui về đóng tại Sơn Long. Bọn địch đánh hơi cho máy bay thả bom, nã pháo, băm nát xóm làng nhằm hủy diệt lực lượng đối phương. Một quả pháo 255 ly nổ làm sập hầm nhà bà Minh. Các đồng chí bộ đội C-15 thuộc trung đoàn 38 chạy tới đào hầm cứu người, nhưng không được nữa rồi. Bốn người, bà Minh, thằng Sáu, chị Dũng du kích và một bà già hàng xóm đã chết kẹt trong hầm. Một anh bộ đội mấy hôm trước thường ở nhà anh Minh, biết bà có đông con và thuộc tên từng đứa, anh Dục. Mình đào nhanh lên, dưới hầm còn hai đứa nhỏ nữa, con hai thằng năm chưa tìm thấy. Các anh tiếp tục cảo bới, lưỡi cuốc va vào đầu một em bé đang vùi dưới đất. Các anh vội vàng dùng tay bới tiếp, May mà lưỡi cuốc chỉ va nhẹ Làm chóc một mảng da ở đỉnh đầu Các anh la to Bé này còn sống Còn chảy máu mà Anh Phạm Xuân Trường Người Thanh Hóa đại đội trưởng C-15 Vội gọi y tá hô hấp tại chỗ Rồi khiêng xương chạy lên bệnh xá Giã chiến của sư đoàn Hai xương được cứu sống Thằng Năm thì vì hầm quá chật Nó chạy sang nấp ở nhà khác Nên thoát chết Đau thương Chồng chất đau thương. Trong bốn năm, nhà cả Minh chết bốn người, mất tích một người. Ông bà Minh không còn. Cả Minh vừa lo công tác, vừa thay ba mẹ chăm sóc hai em. Hai xương đã đủ lớn để lăn lộn với nắng với mưa, luôn lách tàu dọ, tàu gáo, chui vào rừng, vào dẫy, hái rau tàu bay, đào củ chuối, mót sắn, nuôi thằng Năm cả Minh cũng dành gạo tiêu chuẩn đem về cho hai em. Ba anh em bám víu vào nhau, sống lay lắt qua ngày. Từ tháng 11 năm 1965, dân Sơn Lộc chạy lên Châu Sơn, Sơn Long, khoảng 30 gia đình. Người Sơn Lộc được chính quyền cách mạng xã Sơn Long bố trí sống quây quần trong cùng một xóm tình cảm giữa bà con Sơn Long, Sơn Lộc trong lúc này là sự cố kết chí hướng, là sự chia sẻ gian khổ, hy sinh, động viên nhau vượt qua cuộc chiến. Nhưng con người chứ đâu phải là sắt đá. Ác liệt dài ngày, nhiều người không chịu nổi, giao động, bỏ chạy, trở về quê, nơi địch đang kiểm soát. Dân Sơn Lộc trụ bám tại Sơn Long, vì vậy còn có 14 hộ, trong đó có ba đứa con mồ côi của ông bà Minh. Bà Sa là dân bản địa Châu Sơn đã kết thân và đùm bọc gia đình ông bà Minh trong suốt mấy năm nay. Nay ông bà Minh đã mất, bà Sa kéo luôn con sương thằng Năm sang nhà bà, gọi là nhà chứ thực ra cả làng Châu Sơn chỉ còn lại vài bức tường đổ, giặc càn đến đốt phá sạch trọi. Nhưng chúng đốt nhà to, dân che nhà nhỏ chúng đốt nhà nhỏ, dân che lều để chú tạm gió mưa. Mấy năm nay, dân Châu Sơn coi cái hầm là nơi dung thân. Tất cả cây cối, gạch đá đều tập trung xây dựng hầm. Như cái thằng Năm, bà Minh sinh nó đã 7 năm mà có mấy đêm được ngủ trên mặt đất đâu. Nói cho đúng hơn, bà Sa đưa con ông bà Minh về hầm nhà mình là để thay mẹ giữ mạng sống cho chúng sau hiệp định paris lãnh đạo xã sơn lộc đang đứng chân tại sơn long đề nghị các trên đưa cả ba anh chị em nhỏ mồ côi nhà họ hồng ra miền bắc học tập đào tạo cán bộ cho sự nghiệp cách mạng lâu dài cả mình tính thằng năm còn quá nhỏ khó có thể vượt nổi trường sơn bà sa người đỡ đầu cho mấy anh em cả mình nghe nói trên đường dây ra bắc bòm đạn dữ lắm bà lo đường xa vời vợi bom đạn ngút trời không khéo mấy đứa nhỏ đi không ra tới nơi bà khuyên can mấy anh em cả minh không nên đi cả minh đã ngờ ngợ trong việc đi ở nay nghe người lớn bàn tính anh quyết định không dẫn hai em đi bắc cả ở lại cùng các chú các anh tiếp tục giữ đất giữ quê chiến tranh rồi cũng đến hồi kết thúc ngày hai mươi sáu tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi quế sơn được hoàn toàn giải phóng cả minh dẫn hai đứa em còn sống sót trở về vườn cũ sinh sống ba anh em nhà họ hồng là thành phần cốt cán lẽ ra được nhà nước nuôi ăn học đào tạo nhưng hậu quả cuộc chiến vô cùng nặng nề nên ba anh em họ hồng cũng như mọi người dân trụ bám khác vẫn phải tự chủ xoay sở lấy cuộc sống hòa bình thời gian và sự nỗ lực của bản thân đã thay đổi cuộc đời của ba anh em nhà họ cả minh hai sương tiếp tục công tác và trưởng thành riêng thằng em là hồng quang năm được cả minh cố nuôi ăn học và rồi cách thằng năm mới mấy, mấy tuổi đầu đã mất cha mẹ ăn ốc đá cải tàu bay củ chuối trốn chui trốn nhủi để mà sống ở cái góc núi rừng già kia lại rất sáng dạ hồng quang minh bây giờ đã trở thành thạc sĩ cuộc mưu sinh của ba anh em nhà họ hồng cứ phải trôi đi theo những tháng năm tất bật mặc dầu đã làm tới bí thư xã rồi chủ tịch hội chữ thập đỏ huyện quế sơn có điều kiện giao tiếp rộng nhưng cả minh cũng chẳng biết đâu mà lần mò tin tức về đứa em thất lạc năm xưa nhiều lúc anh nghĩ bé ba đứa em thân yêu của anh đã không còn tồn tại trên đời này. Đêm nay, sau đúng 40 năm bé ba bị thất lạc, cả Minh lại được cái tin cô Thủy nào đó về làng tìm lại người thân. Lòng dạ anh vô cùng nôn nao. Trời vừa sáng, anh vội lên xe chạy đến tất cả những người bà con ruột thịt thông báo bàn bạc tìm manh mối xác định cô Thủy kia là ai nhưng như một tia sáng bỗng xuất hiện rồi lại vụt tắt ở cuối đường hầm tin tức về cô thủy tắt nghẹn lại ở anh bảy xe thổ cả minh gặp anh bảy nhưng chỉ nhận được câu trả lời cô ấy ở tận đồng nai về đây tìm lại gia đình cha cô họ trần tôi chở cô ta đi khắp các nhà thờ họ trần dọc sông rù rì để tìm cô hẹn tôi tại quán cà phê lóp ngay trước cổng chợ đàn mấy ngày liền cứ đến 7 giờ sáng là tôi đến chở cô đi tìm. Cả Minh để ý ngay cái chi tiết quán cà phê lấp. Anh đến nhà người cô ruột là Hồng Thị Chín ở gần chợ đàn nhờ cô thường xuyên đến quán để có thể nắm được tin tức chi thêm. Chị Chín quanh quẩn hết vào chợ lại ra quán cà phê gặp người nào cũng hỏi. Một hôm gặp tay buôn bò ghé vào quán. Nghe chị Chín đi đò dò tìm tin tức về cô Thủy. Anh gọi giật ngược chị lại. Có phải chị hỏi cái cô Thủy, Phan Thị Thủy ở Đồng Nai về tìm gốc gác của mình không? Tôi có số điện thoại của cô ta đây. Thì ra, anh buôn bò thấy Thủy đã đứng tuổi nhưng còn khá được mắt. Cô thường ngồi một mình mà hình như trong ánh mắt có dấu nỗi chờ đợi xa xăm nào đó. Anh lần la có ý tán tỉnh biết về hoàn cảnh của đối tượng với kinh nghiệm của một gã đàn ông ngũ tuần anh liền chớp cơ hội ra tay giúp người phái yếu tôi là người cung cấp bò cho lò mổ thường đi giao dịch khắp các làng quê cô để số điện thoại cho tôi biết đầu tôi có thể giúp được cô anh ta liền bấm máy cho chị chín gặp thủy bà chín run bắn cả người khi nghe thủy trả lời đúng tên của ông bà minh và ba người anh em ruột của mình bà vội vàng hỏi tiếp em có bị thương không bà ầm ừ còn muốn hỏi gì thêm đến câu hỏi này thủy nghe như có một luồng cảm giác lạnh chạy phía sau gáy tay run không cầm vững điện thoại cổ đông cứng lại nghẹn ngào đứt gãy dạ em có bị thương bị thương ở cánh tay một mảnh xuyên qua cánh tay găm, găm luôn vào sườn. Bà Chín lặng người, mấp máy mấy từ. Thôi, đúng con ba đây rồi. Bà Chín mừng quính, thuê xe thổ trở ngay đến nhà cả Minh. Một tuần sau, trước bàn thờ cha mẹ, Phan Thị Thủy được trả lại thân phận và tên họ thời ấu thơ trong tiếng nước nở, mừng, đau, không thể nào nói hết được bằng lời của bốn anh em ruột nhà cả Minh. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.